và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Trong chuyến công tác vào ngày 21 tháng 4 năm 2013 đến miền Nam California, chúng tôi có dịp ghé thăm hoạt động của một số liên đoàn hướng đạo tại nơi đây, nơi có đông cộng đồng người Việt tị nạn sinh sống nhất trên thế giới. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là công viên bên cạnh trường trung học Bonsa Grande, hiện có liên đoàn hướng đạo Hoa Lư đang sinh hoạt. Liên đoàn Hoa Lư là một trong những liên đoàn có rất đông đoàn sinh tham dự với đủ mọi lứa tuổi. Để biết thêm về các hoạt động của liên đoàn, trưởng Nguyễn Chí Tuệ cho biết. Vâng, đây là liên đoàn hướng đạo Hoa Lư ở miền Tây Nam Hoa Kỳ. Thì chúng tôi sinh hoạt ở tại Garden Grove Park mỗi ngày chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thì liên đoàn đã thành lập vào năm 1997, thì đến bây giờ đã là 16 năm. Thì hiện nay liên đoàn có tất cả là 9 đơn vị, gồm có 2 ấu đoàn sói con, 2 ấu đoàn chim non, 2 thiếu đoàn nam, 2 thiếu đoàn nữ, 1 thanh đoàn. Thì tổng cộng là 9 đơn vị, chúng tôi có khoảng 300 đoàn sinh. Thì các em thì vẫn có những sinh hoạt thường xuyên. Thì tuần sau tụi tôi sẽ đi một cái trại của đạo, là trại District Campbury. Rồi mùa hè tụi tôi sẽ đi cắm trại tại Zion ở Utah. Rồi sau đó dĩ nhiên là sẽ chuẩn bị đến trại Thẳng Tiến 10 ở Houston, Texas. Về cái trại Houston, trại Thẳng Tiến 10 ở Houston đó, thì các em có cái plan gì để mà fundraising chưa? Vâng, thì chúng tôi đã bắt đầu lên chương trình để cho các em tập gây quỹ để chuẩn bị cho cái chuyến đi Houston. Thì quý vị biết là nó hơi xa. Thì các em cũng đã được giới thiệu biết và nhiều em đã được đi trại Thẳng Tiến 8 và Thẳng Tiến 9. Thành ra các em rất là hào hứng được muốn đi cái trại Thẳng Tiến 10. Thì sẽ có chương trình để các em gây quỹ để đi xe bus qua bên đó. Nhận thấy có sự hiện diện đặc biệt của trưởng Võ Thành Nhân, hiện là Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại, về sự phát triển của hướng đạo tại Nam Cali, trưởng nhận định. Thứ nhất là khi mà đến Nam California đó, thì vào một cái buổi sáng Chủ nhật như ngày hôm nay đó, thì từ 9 giờ sáng là tại cái khuôn viên của Grande Bonsa, nơi mà tổ chức hàng năm của một cái hội chợ Tết rất là lớn của miền Tây Nam Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có thể nói rằng hội chợ Tết lớn nhất của đất nước Hoa Kỳ được tổ chức ngay trên cái mảnh đất này. Và cái mảnh đất này, nơi này, vào ngày Chủ nhật có một cái liên đoàn mà hiện nay chúng ta nghĩ rằng thành lập từ năm 1997 cho đến nay, liên đoàn rất là mạnh, đó là liên đoàn Hoa Lư. Nhưng mà cùng lúc này với lại liên đoàn Hoa Lư thì chúng ta cũng có những cái liên đoàn khác ở hướng đạo của miền Tây Nam Hoa Kỳ cũng đang có những cái chuẩn bị để mà họp, giống như là chúng ta biết là liên đoàn Chí Linh ở góc đường McFadden với đường Beach, liên đoàn Lam Sơn, nhưng mà liên đoàn Lam Sơn ngày hôm nay thì không có họp, mà liên đoàn Lam Sơn ngày hôm nay đang tổ chức một cái chương trình gọi là rửa xe để mà gây quỹ để chuẩn bị cho các em đi Thẳng Tiến. Thì ngoài liên đoàn Lam Sơn ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta còn có liên đoàn Chi Lăng, chúng ta còn có liên đoàn Trường Sơn, chúng ta có liên đoàn Vạn Kiếp, chúng ta có liên đoàn Quang Trung Ngọc Hồi, chúng ta có liên đoàn Bạch Đằng Giang, và chúng ta còn liên đoàn Vạn Kiếp ở San Diego. Do đó là khi nói về cái hướng đạo ở tại miền Tây Nam Hoa Kỳ thì chúng ta có thể nói rằng là đã khoảng trên 2.000 hướng đạo sinh và trưởng đang ghi danh để mà sinh hoạt. Và chúng ta nhìn chung thì thấy cái sức mạnh của phong trào hướng đạo Việt Nam phát triển tại những cái vùng đất giống như là vùng đất của Nam California, vùng đất của Bắc California ở San Jose, Santa Clara, ở Washington DC, ở Houston, thì thấy ở tại Hoa Kỳ hiện nay rất là vững vàng. Rồi liên đoàn Hoa Lư, chúng tôi đi dọc theo đại lộ Bonsa để đến với liên đoàn Chí Linh đang sinh hoạt tại công viên ngay góc đường Beach trên đường McFadden. Nói về sinh hoạt của liên đoàn, trưởng Lý Nhật Huy, hiện là liên đoàn trưởng liên đoàn Chí Linh cho biết. Liên đoàn Chí Linh được thành lập đến nay đã 11 năm. Và hiện nay có tất cả khoảng 140 mấy em đang sinh hoạt, từ ấu, thiếu, thanh. Hiện giờ liên đoàn Chí Linh hàng tuần sinh hoạt từ 9 giờ tới 11 giờ rưỡi. Các ngành được đưa ra là ngành ấu là chủ trương là ngoài sinh hoạt còn có cái việc hướng dẫn Việt ngữ. Ngành thiếu là theo cái chương trình của BSA với là Girl Scout USA. Còn ngành thanh thì cũng vậy, nhưng lòng vào đó cái nát sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam, có nghĩa rằng là những cái nghi thức truyền thống mà có thể phù hợp với lại cái chương trình của BIT thì chúng tôi liên đoàn Chí Linh thường thể dụ. Cái chủ trương của liên đoàn Chí Linh là luôn luôn đào luyện các trưởng trẻ để quyết định trong mọi cái chương trình sinh hoạt của liên đoàn.
Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Quá trình đời ống xưa được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.